đây là Huyền Thâm, tôi đến từ câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vận động hiến máu học viện ngân hàng. Nhân dịp Pinkstone 11 thì bọn tớ có một chương trình là ăn kẹo marshmallow và nói một câu nói là Pinkstone 11 55 độ Richter. Trước khi thực hiện thử thách này thì tớ muốn thách đấu hai bạn là bạn Linh B, chủ nhiệm của đội máu công đoàn, và người thứ hai là chị Nhín Đẹp Trai là phó chủ nhiệm của đội máu mỹ thuật công nghiệp. Và bây giờ thì tớ bắt đầu thực hiện thử thách này nhé. Pinkstone 11 55 độ Richter.